thái độ của chú chó là chưa hợp tác. Nó lôi sình sạch rồi đi, chắc chắn là như thế này sẽ bị trừ điểm rồi. Người bạn nữ này phong cách trình diện cũng rất là tốt luôn. Phong cách thời trang cũng rất là đẹp, rất là đẹp. Một chú chó pom quá đẹp luôn, xuất sắc. Người vuông đẹp quá, rất là đẹp, nhìn này, xuất sắc, quá xuất sắc. Ánh mắt trọng tài đang để ý vào Rottweiler. Rottweiler đã ăn giải. Xin chào toàn thể anh em nhé. Tiếp tục cái chương trình Dog Show. Thì trên hình ảnh chúng ta là một chú chó Golden. Một chú chó Golden rất là đẹp. Chất lượng chó là Dog Show, anh em nhìn thấy không? Người điều khiển là bạn Heller Nguyễn Hà Sơn. Mình thì chưa có cái thông tin về chú chó này, không hiểu là đây là một cái chú chó nhập hay là sinh sản tại Việt Nam. Thì tí nữa có thể là mình sẽ ra ngoài, mình sẽ quay kỹ lại cho anh em xem nhé. Rất nhiều anh em khán giả trên kênh Ngâm Tuất TV là có inbox và có hỏi là tại sao trên kênh Ngâm Tuất TV lại rất là ít và gần như là không có video nào về giống chó này. Đây, nhưng mà tại vì sao? Để mà tìm được một cái chú chó đẹp, để mà tìm được một cái chú chó chất lượng quay không phải đơn giản. Nhất là Golden ở Việt Nam thì không có quá nhiều người nuôi, rất ít chó đẹp. Thật sự nếu mà muốn quay cho anh em phải quay những cái con chó như thế này, chất lượng chó như thế này thì lên hình ảnh cho anh em sướng chứ, đúng không? Trên hình ảnh chúng ta thì là một cuộc cạnh tranh giữa hai giống chó rất nổi tiếng, Golden và Labrador. Cuộc đấu tay đôi. Cuộc thi đấu tay đôi giữa hai giống chó Golden và Labrador. Rất là đẹp luôn, hai chú chó rất là đẹp. Đây là trong cùng một nhóm chó. Tại sân thi đấu bên này diễn ra phần thi đấu tranh tài của những chú chó Pomeranian. Pomeranian. Quá đẹp luôn, quá đẹp luôn. Người đang dẫn chú chó đến từ Hàn Quốc nhé. Với cả những cái cuộc thi của câu lạc bộ Đại Việt DVKC tổ chức thì có rất nhiều những thí sinh đến từ Hàn Quốc và Thái Lan. Đây là một người đến từ Hàn Quốc. Anh em nhìn Pom đẳng cấp Dog Show đây, xuất sắc, quá xuất sắc luôn. Chú chó tiếp theo là của đại diện người Việt Nam, bạn Hải Gucci đến từ Bắc Giang. Nhưng mà chắc chắn là chú chó này chắc là dẫn hộ khách hàng thôi. Hải Gucci thì không phải là người nhân sống hoặc người nuôi giống vật Pom này. Đẹp quá. Với cả những giống chó nhỏ thì phải đặt lên trên bàn để giám khảo sẽ kiểm tra nhé. Sau đấy sẽ chạy dọc sân để kiểm tra bước chạy, kiểm tra thần thái, kiểm tra sự hợp tác. Pomeranian là một trong những cái giống chó đạt được rất nhiều danh hiệu trong những kỳ thi Dog Show bởi vẻ đẹp của nó. Giám khảo yêu cầu chạy vòng tròn. Anh em sẽ cùng theo dõi những chú chó Pomeranian bé xíu nhưng mà chạy như thế nào nhé.
rất thân thái luôn, rất thân thái. À, như những cục bông di động luôn. Anh em có thể quan sát là sự trình diễn của những người handler làm sao mà thể hiện được thần thái tốt nhất, trình diễn chú chó đẹp nhất. Quần áo nhé, quần áo anh em có thể nhìn thấy. Đây là một trong những cái vòng thi mà handler mặc quần áo rất là đẹp. Đều là mặc vest, thắt cà vạt, mặc đồ tây, thể hiện sự chuyên nghiệp nhé. Thể hiện sự chuyên nghiệp và tôn trọng giám khảo, tôn trọng cuộc thi. Anh em có thể quan sát đây là một chú chó và người handler đến từ Hàn Quốc đây. Đây là một cái chiếc lồng chuyên dụng được chở chó Dokso. Chiếc lồng là hoàn toàn làm bằng kim loại, làm bằng nhôm. Rất là đẹp và rất là xịn. Họ chuyển chú chó đi thi đấu từ Hàn Quốc hay là những cái nước nước ngoài về Việt Nam. Chi phí để mà vận chuyển một cái chú chó này như thế này phải tiến bằng hàng ngàn đô. Rất nhiều thủ tục mới có thể vận chuyển được một chú chó từ nước này sang nước nọ nhé. Lượt đi lượt về thì một chú chó này thì có thể tốn ở từ 2.000 cho đến 3.000 đô chỉ để đi tham dự dog show thôi. À, cuộc chơi là rất là cầu kỳ, rất chuyên nghiệp, rất tốn kém. Đã là chơi rồi thì phải cầu kỳ và tốn kém. Chưa kể là nếu mà chủ nuôi nhà nhân giống mà dẫn được chó không sao, còn nếu như mà phải thuê handler nữa thì tốn rất nhiều tiền. Một lần dắt show, một show như này thì có thể thu, người handler có thể gọi như chi phí là khoảng tầm vài trăm đô, đấy khoảng hàng ngàn đô một người. Bạn nữ này đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một thí sinh nữ dẫn một chú chó Pomeranian đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi kiểm tra đặt bàn rồi thì giám khảo sẽ yêu cầu là chạy thẳng. Rất là xuất sắc, rất là đẹp. Cuộc trình diễn của những chú chó đẹp. Người bạn nữ này phong cách trình diễn cũng rất là tốt luôn. Phong cách thời trang cũng rất là đẹp, rất là đẹp. Một thí sinh đến từ nước ngoài. Cái góc này mình sẽ cho anh em nhìn thấy một chú chó Pom. Quá đẹp luôn, xuất sắc. Người vuông, đẹp quá. Giống chó ông già đấy, giống chó có bộ râu giống ông già, mini schnauzer. Sân thi đấu này do giám khảo người Mã Lai. Vòng thi này thì sẽ có hai chú chó giống chó schnauzer thi đấu. Một chú chó đang chuẩn bị ở phía ngoài kia kìa. Đó, mình sẽ zoom vào cho anh em xem. Mini schnauzer hay tất cả các giống chó schnauzer đều khá hiếm tại Việt Nam. Bởi vì chăm sóc, cắt tỉa cái lông của giống chó này rất là khó. Không phải tiệm spa nào, không phải tiệm spa nào cũng có thể cắt tỉa được cái lông của giống chó schnauzer này. Schnauzer là phải sử dụng một cái dao như kiểu nhổ lông chứ không phải là cắt tỉa bằng kéo được. Đây cũng là một chú chó schnauzer. Có một cái màu black tan rất là đẹp, nhìn này, xuất sắc, quá xuất sắc. Tiếp tục cái câu chuyện về cắt tỉa cái lông của giống chó này. Không phải ai cũng có thể cắt tỉa được lông. Schnauzer phải cần một cái dụng cụ chuyên biệt, một cái dao gọi là nhổ lông.
để có một cái bộ lông như này, để có một cái bộ râu đẹp như thế này thì không phải đơn giản. Hai chú chó do hai handler người nước ngoài dẫn. Giá trị của những cái chú chó này ở Việt Nam thì không phải là cao, rơi vào tầm khoảng tầm trên dưới 20 triệu một chú chó thôi, chó con nhé. Nhưng mà để chăm sóc bộ lông như thế này thì cực kỳ khó khăn, rất là khó khăn để mà có được cái bộ lông như thế này. Phần thi đấu giữa hai chú chó thuộc hai giống khác nhau, Doberman Pinscher và Schnauzer. Tuy là trọng lượng và kích thước chênh lệch nhau nhưng mà cùng ở trong nhóm chó nhóm số 2 theo sự phân chia của FCI. Hai giống chó này đều có nguồn gốc từ nước Đức, Germany. Đều có nguồn gốc từ nước Đức nhé. Nhưng mà chú chó đầu tiên là Doberman này thì lại là Lai, tức là cái dòng của nó là dòng Mỹ, Lai Mỹ. Cái chú Doberman này thì là Lai Mỹ, anh em có thể nhìn thấy cái phần đầu thủ này dài hơn, người gọn gàng hơn, khung xương gọn gàng hơn. Bước chạy và cái phần chân là rất là khác biệt so với cả Dob Âu. Anh em nhìn thế này, đấy, mình sẽ quay lại cụ thể. Đây là dòng Lai Mỹ nhá, dòng của Mỹ, đấy, Doberman dòng của Mỹ, do người Mỹ người ta nhân giống ra. Rất là khác biệt so với cả Dob Âu. Dob Âu thì nó nặng nề hơn, đầu thủ nó to hơn. Dob Âu thì những cái năm trước thì Việt Nam mình rất nhiều, nhập chủ yếu từ Serbia. Serbia là một trong những cái đất nước mà có rất nhiều chó chuyển về Việt Nam, trong đấy là có Doberman và Rottweiler. Rottweiler Serbia là mặt gãy đấy. Đấy. Rồi, xin chúc mừng chủ chó, bạn này là bạn Quang đến từ Nam Định. Tại phần sân thi đấu bên này thì là cuộc tranh tài của những chú chó Corgi. Trên bàn là thí sinh người Việt Nam, anh Lê Duy Bảo, đại diện đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, dẫn một chú chó Corgi. Giám khảo của FCI, giám khảo châu Âu. Hôm nay thì sẽ có hai giám khảo người châu Âu sẽ tham gia chấm. Anh em có thể nhìn thấy Corgi chất lượng dorsal nhìn rất là khác biệt, rất là chú ý luôn, rất là chú ý. Độ tập trung rất là cao. Anh Lê Dương Bảo, người tại Thành phố Hồ Chí Minh, là đại diện duy nhất ở trong cái vòng thi đấu này, là người Việt Nam. Hai thí sinh này đến từ Hàn Quốc và Thái Lan. Tại vòng thi đấu này thì không trao cúp hay trao hoa. Người được bắt tay đầu tiên sẽ là những vị trí thứ nhất. Tiếp theo là phần thi đấu của những chú chó Rottweiler. Giám khảo chấm show này là giám khảo người Australia, giám khảo trực thuộc của FCI. Thông tin của mình có hôm nay là có khoảng tầm 5 đến 6 chú chó Rottweiler của anh em đến tham dự. Mình sẽ cố gắng quay đầy đủ phần thi của những chú chó Rottweiler này nhé.
rất là tăng động. Trên hình ảnh của chúng ta là một cái bạn mà cũng rất là nổi tiếng ở trong cái giới chơi rốt. Chắc chắn bạn này là chỉ là người dắt hộ thôi, không phải là chủ của chú chó. Chú chó đang chưa hợp tác. Thái độ của chú chó là chưa hợp tác. Nó lôi sình sạch người đi, chắc chắn là như thế này sẽ bị trừ điểm rồi. Không hiểu sao mà người chủ là không dắt được mà là phải nhờ bạn này. Những video rất là thực tế để cho anh em biết nhé. Giám khảo cũng châm trước để mà tạo một cái hoa. Anh em có thể quan sát là bạn handler cũng chưa thực sự là ưng ý lắm. Trên hình ảnh của chúng ta là phần thi đấu của hai chú chó Weller. Hạng thi Puppy, giám khảo đánh giá là giám khảo FCI người Thụy Điển, giám khảo châu Âu. Hôm nay sẽ đánh giá những vòng thi tại Dog Show này. Hôm nay sẽ có khoảng tầm 5 cho đến 6 chú chó Rottweiler của anh em tham gia thi đấu. Đây là những chú chó Rottweiler mà sinh sản tại Việt Nam. Hầu hết bây giờ anh em chơi chó Rottweiler thì đang rất là ưa chuộng cái dòng chó của Serbia. Giám khảo yêu cầu là chạy vòng tròn. Hiện tại tại miền Bắc bây giờ phong trào chơi và nuôi nhân giống Rottweiler là bây giờ nhiều nhất là tại Nam Định, sau đó đến Thái Nguyên. Đây là những anh em đến từ Nam Định. Đây, những anh em nuôi giống chó Rottweiler đến từ Nam Định rất là đông, hôm nay rất là đông luôn. Thí sinh tiếp theo là một chú chó khoảng tầm 1 tuổi do anh Trực. Trên hình ảnh chúng ta là anh Trực nhé, đến từ Nam Định. Anh Trực có một cái trại chó Rottweiler cũng khá là có tiếng trong giới. Đây, vòng thi này là anh Trực sẽ tự dẫn chú chó của mình. Chú chó này khoảng tầm 1 tuổi. Chú chó này được khoảng tầm 1 tuổi. Cũng khá là lâu rồi, trong những cuộc thi Dog Show có nhiều chú chó Rottweiler tham gia thi đấu như thế này. Kiểm tra răng. Với cả những cái giống chó to, giống chó dữ thì giám khảo sẽ không trực tiếp nhé. Giám khảo sẽ không trực tiếp kiểm tra mà sẽ yêu cầu chủ chó handler sẽ thực hiện. Giám khảo sẽ kiểm tra phần khung xương lưng này, bi cà. Nhìn body, nhìn khuôn mặt thì anh em có thể dễ đoán ra là đây là chú chó dòng Serbia. Rất đông anh em đến từ Nam Định. Chú chó tiếp theo cũng là của anh Trực. Một chú chó Đực. Chó
tất cả những chú chó Rottweiler hôm nay tham gia thi đấu tại show đều đến từ Nam Định nhé. Đều là của anh em câu lạc bộ Thành Nam. Vòng thi Best of Breed diễn ra giữa hai chú chó đực rất là lực lưỡng luôn. Thí sinh được bắt tay đầu tiên là thí sinh sẽ thắng giải. Hai chú chó này giành Best of Breed. Cuộc tranh tài giữa hai chú chó giống chó Rottweiler và giống chó Doberman, Bad Baby in Group, Bad Baby in Group 2. Chú chó Doberman sẽ tranh tài cùng chú chó Rottweiler hạng Baby, chọn ra chú chó đẹp nhất trong cái Group 2 này. Giám khảo đánh giá là giám khảo người châu Âu đã chọn chú chó Doberman rồi. Thí sinh được bắt tay đầu tiên là sẽ ăn giải. Doberman ăn giải rồi, là Best Baby in Group 2. Thí sinh Rottweiler về nhì. Tiếp theo là hai chú chó trưởng thành hơn. Hạng thi chắc là của Junior, Doberman và Rottweiler. Chú chó Rottweiler do anh Trực, người Nam Định dẫn. Chú chó Doberman cũng là của đội Nam Định. Hiện tại là phong trào nuôi Doberman và Rottweiler đều xuất phát từ anh em Nam Định nhé. Không hiểu chú chó nào sẽ ăn giải đây. Theo mình tiên đoán thì chắc chắn là khả năng cao là Doberman. Trọng tài có vẻ rất thích những chú chó Doberman. Một phút mất bình tĩnh, thiếu tập trung. Doberman ăn giải. Rottweiler ăn giải. Rottweiler đã thắng giải. Rottweiler của anh Trực Nam Định đã ăn giải là tại vòng thi này. Những chú chó mà đã ăn giải ở các vòng thi trước thì sẽ vào đây. Trên hình ảnh chúng ta là vòng thi nhất nhóm Group 2. Đại diện của Rottweiler, đại diện của Mini Schnauzer và đại diện của Doberman sẽ thi đấu là tranh cái giải là nhất nhóm Best in Group. Mini Schnauzer. Ba hạng cân khác nhau nhưng mà đều ở trong một cái nhóm chó Group 2. Thank you.
Chạy vòng tròn, yêu cầu chạy vòng tròn. Chú chó nào sẽ đạt giải là Best in Group, nhất nhóm. Ánh mắt trọng tài đang để ý vào Rockefeller. Rockefeller đã ăn giải nhất nhóm. Sau khi có một chú chó đạt giải nhất rồi thì sẽ tranh giải nhì và một thí sinh tiếp theo sẽ vào. Một thí sinh Rockefeller tiếp theo sẽ vào. Doberman ăn giải nhì. Nhì group.